Dạ, đây là cái xe đẩy LX9 hả? Thì nó có hai cái chức năng. Thứ nhất là mình có thể làm cái xe đẩy. Đây là cái tay vịn, mình có thể gắn tay vịn vô. Đây. Ở đây nó có hai cái chốt. Rồi. Mình có thể làm xe đẩy để đẩy bé đi chơi. Còn mái che là dạng mái che vòm 360 độ. Còn 360 độ. Đây, mái che rất là rộng. Đây là vải trên mái che. Ở bên trong là có một cái thoáng khí. Đây, có một cái lớp lưới thoáng khí cho bé. Đai an toàn 5 điểm. Cái phần đai ở phía trước này mình có thể là điều chỉnh. Đây có nút bấm, mình bấm vào. Hoặc là mình có thể điều chỉnh nó đã mất ở dưới đây là nó có hai mức điều chỉnh. Đệm rất là êm ái. Đây là chỗ gác chân cho bé ở phía trước, còn đây là gác chân ở phía sau khi đảo chiều. Có giỏ đựng đồ cho bé. Đây là thắng khóa an toàn. Mở khóa. Đặc biệt ở phía trước là nó có thêm một cái gác chân cho bé. Xe là có 3 mức ngã tựa lưng. Mình sẽ bấm hai cái nút ở hai bên để ngã tựa lưng ghế. Đây là mức độ ngã tựa lưng. Điều chỉnh. Còn đây là cái nút. Đây mình gài cho. Đây là mình bấm nút đây để đảo chiều, đảo chiều. Quay bấm cái nút này để mình đảo chiều ghế à. Rồi mình có thể ngã tựa lưng phù hợp với các bé, mình có thể để cho bé nằm thẳng lưng luôn à. Đây là cái mức nằm thẳng lưng phù hợp với các bé từ 0 tuổi trở lên à. Đây, có hai mức điều chỉnh, mình có thể điều chỉnh nó mức này. Nếu mình không thích ở cái mức nằm thì mình có thể điều chỉnh cho cao lên một chút. Bánh xe xoay được 360 độ rất là mượt mà. Khi mà bé ở mức nằm á. Mình vẫn có thể kéo được cái miếng này để cho bé gác chân cho nằm bé nằm thoải mái à. Rồi nó có ba cái điểm gác chân. Đây là cái phần tay đẩy được thiết kế rất là già. Đây là cái điểm mình bấm nó mà để mình khóa lại cái tay đẩy. Đây là mình mở để mình lại cái tay đẩy. Rồi, bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho mình là gấp gọn xe. Thì mình sẽ nâng cái ghế lên để đưa về cái vị trí ban đầu. Mình sẽ đảo chiều. Mình ấn nút này để mình đảo chiều lại. Đặc biệt là xe còn được tặng kèm thêm một cái khay ăn. Khi nào mình muốn cho bé ăn dặm thì mình sẽ tháo cái phần tay vịn ra. Mình sẽ lắp cái khay ăn vào cho bé. Mái che là mình có thể kéo lên về phía sau. Đây.
mình sẽ tháo cái phần cái khay ăn. Giờ đem gấp gọn xe, đầu tiên là mình sẽ gã cái phần tựa lưng. Dạ, đây là mình bắt tiếp theo là mình sẽ gấp gọn xe. Thì ở phía dưới cái bệ ghế là nó sẽ có một cái nút. Là mình sẽ ấn cái nút này xuống như thế này. Mình ấn xuống. Mình mở cái tựa lưng ghế lên. Sẽ gấp gọn như thế này. Rồi đây mình có thể tháo cái phần mái che ra. Rồi. Kích thước gấp gọn xe. Này là cái chiều dài. Là 61. Chiều rộng là 33. Cái này bị mất đi 10 cm. Cái này còn 33. Chiều cao là 40 ạ. Còn cái kích lọt lòng ghế là 33. Hai mươi lăm 46. Để mình mở xe á thì ở đây nó sẽ có một cái khóa, thì mình sẽ mở cái xe này, mở cái khóa này ra. Thì mình có thể mở được xe.